Xin ông cho biết là việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay ạ? Thực tế, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đã được thực hiện từ năm 2022 theo Nghị định số 44 năm 2023 của Chính phủ và đã phát huy tác dụng thiết thực, tác động đa chiều đến nền kinh tế, không chỉ có ý nghĩa tích cực đối với người tiêu dùng mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Đối với các doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vâng, đồng thời thì chính sách này sẽ tác động như thế nào đối với thị trường và người dân ạ? Đối với người tiêu dùng, đây là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ sẽ góp phần làm giảm giá bán, từ đó góp phần giảm chi phí tiêu dùng của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Đây là chính sách vô cùng thiết thực và là hình thức hỗ trợ trực tiếp đối với người dân, đồng thời kích cầu tiêu dùng trong nước. Đối với nền kinh tế, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành sản phẩm, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi nền kinh tế.